tục chia sẻ cho các bạn là một biển quốc tế các bạn nhé. Quốc tế rất là đẹp luôn các bạn. Thì thực sự vườn quốc tế này có khoảng 120 gốc, nhưng mà nhà vườn đã bán hết rồi, còn lại 50 gốc luôn các bạn nhé. Thì thực tế bên này đây các bạn xem, nhà vườn đã bán bên này rồi, mà khách đã đánh vừa đánh hôm qua xong các bạn nhé. Thì bên này còn khoảng 50 cây đấy, quốc tế rất là đẹp luôn. Thì hôm nay nhà anh ấy nhờ mình đăng hộ bán nốt cái vườn quất này, thì để cụ thể vườn quất giá như thế nào thì mình sẽ mời các bạn đến với số điện thoại các bạn nhé. Quất rồi anh? Anh mua rồi à? Hả? Anh mua à? Không, đây là số điện thoại của nhà vườn nhá. Đấy, số điện thoại của nhà vườn đấy. Các bạn mà có nhu cầu mua thì cứ liên hệ vào số điện thoại và gặp trực tiếp nhà anh. Địa chỉ của nhà vườn thì thuộc thôn Trần Đông, xã Hoán Long, huyện Yên Mỹ, Nguyên. Về phần đường xá thì các bạn cứ yên tâm, đây là mặt đường quốc lộ 379 luôn, rất là rộng, bạn thoải mái luôn, xe cộ không phải lo nghĩ gì. Mình sẽ đi hết một lượt cho bạn xem vườn quất có thế nào, cây có đều hay không. Rồi, bạn xem thực tế luôn, cây là tay tán là rất là rộng luôn. Cây này về nói về chiều cao thì là không cao lắm, nhưng mà để mà phần tay tán rộng là rất là rộng luôn các bạn nhé. Cây quất 2 năm, cây rất là to luôn. Đây, các bạn xem về dàn quả thì các bạn khỏi chê, rất là sai, mã sáng. Giữa này cho các bạn xem thực tế luôn, chỗ này là có 3 luống rồi. Đi vào trong này là tay nó kín hết rồi, rất khó đi nha các bạn nhé. Rất là sai quả luôn. Bạn nào có nhu cầu mua cứ liên hệ sớm, hôm nay cũng là ngày 18 rồi, các bạn mà về mua là cũng là bốc luôn rồi đấy. Hôm nay là nụ bông là đang nở rất nhiều luôn này các bạn, rất là sai hoa luôn. Quả xanh, quả chín rất là nhiều. Thì thực tế tầm này cũng không còn phải là quá thách làm gì nữa, bạn nào có nhu cầu mua là nhà vườn cũng nói đúng giá luôn, không còn sớm gì nữa mà phải thách trước gì nữa này. Đấy, các bạn xem thực tế luôn.
bạn nào có nhu cầu mua một luống hay hai luống, ba luống vườn cũng đều bán. Và các bạn mua thì hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại ở trong clip mình cũng đã để đấy. Clip của mình đến đây cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.